Sau khi thảo luận, cậu ba quyết định để anh Hào và Tiểu Tiểu đến thăm bà của họ. Tiến vào Nối Ngọc Tuyền, có những biệt thự nhỏ nằm rải rác phía trên. Mỗi biệt thự đều có sân độc lập. Xe Hồng Kỳ từ từ dừng lại trước cổng lớn. Một bà già với sự giúp đỡ của y tá đi chậm, có vẻ như đang đi dạo. Sau khi nhìn thấy chiếc Hồng Kỳ, một nụ cười trên khuôn mặt. Lúc này, bà cụ vẫn chưa biết cháu trai và cháu gái của mình đã ở trên xe. Sếp Tề lại đến gặp bà nữa. Cha, Tề Tam lẽ ra phải ở đây. Nó là người duy nhất có thời gian đến thăm tôi, một bà già. Anh cả và anh cả thứ hai quá bận rộn. Bọn nó ở ngoài thành phố. Hiếm khi một năm chỉ đến đây vài lần để thăm tôi. Được rồi bà ơi. Bà phải cẩn thận đấy, cẩn thận bước chân. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài? Sếp Tề, để bà ra ngoài đi dạo thường xuyên hơn nhé, tốt cho cơ thể. Suốt thời gian qua bà cảm thấy hơi nhàm chán trong khoảng sân nhỏ. Tề Tam, sao hôm nay con rảnh đến đây vậy? Ha ha, con nhớ mẹ nên đến gặp. Và thằng nhỏ nữa, đi chậm lại không ngã. Ba ơi, con đã 20 rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Con cũng biết đã hơn 20 rồi. Đến bây giờ con vẫn chưa tìm được cháu dâu về cho bà. Bà nội vẫn đang chờ ngày con lấy vợ và sinh con. Tiếc rằng có lẽ ông nội con không còn được nữa. Nếu con không nắm bắt nhanh, bà sợ bà nội cũng không nhìn thấy được. Bà và ông sẽ ổn thôi. Cả hai sẽ thấy con kết hôn và sinh con. Bà già chợt nổi giận. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, bà già càng ngày càng nhớ con gái. Hồi đó ông già chết tiệt đó đã ép Tề Linh đi. Hai mẹ con đã không gặp hàng chục năm. Tốt hơn nếu ông già đó chết đi. Chết cho nhanh. Bà nội đừng lo lắng, con mang theo hai người tới cho bà đây. Nhìn anh Hào và Tiểu Tiểu xuống xe, bà cụ không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy một cô gái. Tiểu Trung, con có mang theo người yêu à? Con có bạn gái rồi. Dù sao bà cũng đã già rồi, mắt cũng đã kém. Bà mơ hồ nhìn thấy một cô gái, cứ tưởng bạn gái Tề Trung đưa tới, không nhìn rõ Vương Tiểu Tiểu, chỉ là một cô gái tuổi teen. Bà nói bạn gái gì vậy? Xin hãy nhìn rõ. Tiểu Tiểu, em hãy đến gần hơn, để bà nhìn rõ. Anh Hào và Vương Tiểu Tiểu, cả hai đứng cạnh nhau trước mặt bà lão. Khuôn mặt bà già đầy nếp nhăn và đồi mồi, mái tóc dài trắng như tuyết buông xõa trên trán. Bà đeo một thiết bị điện tử nhỏ bên tai. Trước đây tôi nghe Tề Trung nói rằng tai của bà cụ không được tốt lắm, chắc là máy trợ thính. Bà già nhìn kỹ anh Hào và Tiểu Tiểu. Khi già đi, tất cả các chức năng của cơ thể cũng bị suy giảm. Dù khoảng cách rất gần, bà cụ vẫn có cảm giác như đang nhìn thấy hoa trong sương mù. Anh Hào nhìn lão phu nhân đôi mắt mờ mịt, có điều gì đó lay động trong trái tim. Mở rộng khả năng, hào quang trắng bao quanh đầu bà già. Một chút dấu vết hòa vào trong mắt bà lão. Tai, não và các bộ phận khác, anh Hào tự mình tiến hành thí nghiệm. Sau khi linh lực dung nhập vào cơ thể sẽ sinh ra một loại cảm giác mát lạnh nhẹ. Càng hòa nhập, càng cảm thấy sâu sắc hơn. Để không khơi dậy sự nghi ngờ, anh Hào không dám làm đâu cho bà già. Tiêm quá nhiều năng lượng tâm linh. Bà già trước mắt hơi bồi rối, tại sao tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh bao trùm toàn bộ đầu mình? Hôm nay gió nhiều quá phải không? Đột nhiên bà già nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tiểu Tiểu. Giống nhau quá. Tiểu Linh, Linh của tôi, bà già nói. Đưa bàn tay phải run rẩy ra, muốn chạm vào khuôn mặt Tiểu Tiểu. Vương Tiểu Tiểu nhìn bà già trước mặt. Nhìn bàn tay phải đầy vết chai, Vương Tiểu Tiểu cảm thấy có chút sợ hãi, không thể không lùi lại một bước. Sau đó em ấy trốn sau lưng anh Hào. Suy cho cùng, bà cụ là người xa lạ với em ấy. Anh ơi, em sợ quá. Hãy cười lên, đừng sợ, đừng trốn tránh việc bà chạm vào em. Vương Tiểu Tiểu không khỏi nghĩ tới mục đích chuyến đi của bọn họ. Bà cụ trước mặt là bà của họ. Thực sự giống nhau. Thật đáng tiếc cháu không phải là con của ta. Tên cháu là gì, cô bé? Giọng bà lão có chút run rẩy, lại buồn một chút. Bà nhớ con gái của mình rất nhiều. Hơn 20 năm không gặp, bà ấy luôn nghĩ về con. Bà ơi, con tên là Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ha ha, thật là một cái tên hay. Cháu nên cười nhiều hơn nhé. Cháu trông rất giống con gái ta khi cười. Đây là anh trai của cháu à? Vâng, thưa bà. Ha ha, anh trai của cháu cao quá. Có vẻ cao hơn Tiểu Trung một chút. Nhìn cháu quen đấy. Bà già nhớ ra điều gì đó, vội hỏi. Tên cháu là gì, chàng trai trẻ? Bà ơi, con tên là anh Hào. Bà già nhìn anh Hào, cảm thấy phấn khích. Đột nhiên cảm giác như không thể thở được, ôm ngực mà ngã xuống. Anh Hào vội vàng bước tới đỡ bà cụ. Linh lực khắp cơ thể đổ vào cơ thể bà lão. Vào lúc này, anh không quan tâm đến việc có nên giấu nó hay không. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Y tá, mau gọi bác sĩ. Lúc này bà cụ mới từ từ tỉnh dậy. Tề Tam và Tề Trung đều lo lắng nhìn bà cụ. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? Mẹ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tiểu Tam, sao con ồn ào thế? Mẹ nghe thấy mà tái mẹ đau quá. Tề Tam sửng sốt. Ông ấy dường như cũng không nói to. Không phải nó vẫn giống như thường lệ sao? Anh Hào, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Chậm bước tới, anh tháo máy trợ thính ra khỏi tai bà cụ. Sau đó anh ra hiệu cho Tề Tam. Tề Tam nhìn thấy hành động của anh Hào, nhăn mặt, rồi hỏi mẹ. Mẹ nghĩ gì về giọng nói của con bây giờ? Được rồi, cuối cùng thì con cũng có thể hạ giọng xuống. Tề Tam hiền lành và kiêu ngạo, thật vui khi nói như vậy. Bà già bây giờ không còn điếc nữa.
Y tá ở bên cũng ngơ ngác nhìn cảnh này. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải tai bà cụ điếc sao? Tại sao đột nhiên cảm thấy tốt hơn? Mẹ ơi, tai mẹ đã lành rồi. Mẹ có thể nghe thấy gì? Mẹ con bị điếc đã nhiều năm. Mẹ luôn đeo máy trợ thính. Không phải là con không biết. Hãy nhìn vào máy trợ thính của mẹ này. Bà cụ có thói quen sờ tai, nhưng không có gì. Bà không thể không cảm thấy choáng váng. Bà nội, anh Hào tháo máy trợ thính cho bà rồi. Bây giờ bà vẫn có thể nghe thấy. Điều này có nghĩa là bà ổn. Bà không bị điếc nữa. Không còn điếc nữa thật sao? Con sẽ đợi bác sĩ Lý đến trong giây lát, để anh ấy kiểm tra cho mẹ. Bà cụ chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Bà hỏi Tề Tam. À đúng rồi, hai người họ, Tiểu Tiểu và anh Hào là ai? Hãy giải thích rõ ràng cho mẹ. Họ có phải là con của Tề Linh của mẹ không? Tề Tam im lặng một lúc, gật đầu và nói có. Anh Hào và Tiểu Tiểu là con của em gái con. Hai đứa trẻ này là con của Vương Long và con gái Tề Linh của mẹ sao? Anh Hào, Tiểu Tiểu, hai cháu trai của tôi. Bà cuối cùng cũng nhìn thấy các cháu. Bà vui thật. Vào lúc này, một chiếc xe cấp cứu bất ngờ tới trước cửa biệt thự. 4-5 người xuống xe, mặc quần áo trắng. Anh ấy còn mang theo một chiếc cáng và làm bác sĩ. Khoảng 50 tuổi. Vừa xuống xe, anh đã mắng. Lão thái thái đâu? Hãy nhanh tay lên để ứng cứu khẩn cấp. Bác sĩ Lý, bảo anh đến đây thực sự phiền phức. Bà cụ vừa mới ngất đi, nhưng bây giờ đã tỉnh. Tốt nhất anh nên kiểm tra trước. Bác sĩ Lý cau mày đi đến bên cạnh bà cụ. Tay phải của ông đặt trên mạch của bà cụ. Anh Hào hỏi Tề Trung khi nhìn thấy vậy. Anh Trung, tại sao bác sĩ Lý vẫn kiểm tra mạch của bà? Phương pháp lấy mạch này có chính xác không? Em biết đấy, bác sĩ Lý xuất thân từ một gia đình làm nghề y học cổ truyền Trung Quốc. Tổ tiên anh ta tận tâm chữa trị cho hoàng đế. Không thể sai được, phải mất một thời gian sau khi bác sĩ Lý buông cổ tay bà cụ ra. Có kỳ lạ không? Thật kỳ lạ. Tề Tam cũng thắc mắc, chuyện này có gì kỳ lạ vậy? Sức khỏe của bà cụ có vấn đề gì không? Tề Trung cũng lo lắng nhìn bác sĩ Lý, ngay cả Tiểu Tiểu. Có vẻ như có gì đó không ổn, nhìn bác sĩ Lý với vẻ mặt căng thẳng. Chỉ có anh Hào là bình thường. Anh ấy biết rằng bác sĩ Lý có lẽ đang thắc mắc sức khỏe của bà cụ. Suy cho cùng, nó cũng là điều không thể. Anh Hào vẫn vô cùng tự tin. Thật khó để nói, tốt hơn hết tôi nên kiểm tra cẩn thận với phu nhân. Ngoại hình của bà cụ lạ quá. Phải biết rằng ở viện điều dưỡng Ngọc Tuyền, tình trạng thể chất của tất cả các nhà lãnh đạo, anh ấy hiểu mọi thứ. Cá nhân anh kiểm tra mạch của họ mỗi tuần. 3 ngày trước khi anh ấy kiểm tra mạch của bà cụ, mạch yếu, nhịp chậm là do bà đã quá già. Đó không phải là một căn bệnh. Nhưng khi anh vừa kiểm tra mạch của bà cụ, mạch ổn định, nhịp mạnh mẽ, trông bà chẳng giống một người gần 90 tuổi chút nào. Tất cả mạch đều bình thường. Bà cụ sẽ không gặp vấn đề gì lớn trong tương lai. Sống trên 100 tuổi không có gì lạ. Kiểm tra gì chứ? Không phải mẹ vừa kiểm tra vài ngày trước sao? Bác sĩ Lý cũng vừa kiểm tra mạch. Nếu không có gì thì đừng làm loạn. Ta va gặp cháu trai. Cháu gái, ta vẫn chưa có thời gian để nói bất cứ điều gì. Mẹ, vừa rồi không phải mẹ ngất xỉu sao? Tốt hơn nên kiểm tra lại. Mẹ sẽ đi kiểm tra thể chất sau. Đừng để lần này là một giấc mơ. Nó phải là sự thật. Nó phải là sự thật. Anh Hào ở bên cạnh cảm thấy hơi buồn sau khi nghe điều này. Đây là một người mẹ tuyệt vời, một bà tốt. Có lẽ trong khoảng 20 năm này, bà đã nhìn thấy mẹ anh Hào vô số lần. Tất nhiên là không có trong thực tế, chỉ trong giấc mơ. Lý do bà cụ không muốn đi khám sức khỏe, bà sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, chúng tôi không còn ở đây nữa. Cậu ba, bà sao vậy? Bà thường mơ về mẹ cháu. Bà sợ lần này tưởng mình cũng đang mơ. Đợi bà quay lại sau khi kiểm tra. Hãy vào trước nhé. Ông của cháu bây giờ đi lại khó khăn. Hầu hết thời gian ông chỉ có thể nằm trên giường và nghỉ ngơi. Ai Hao và Tiểu Tiểu đi theo Tề Tam. Bác sĩ Lý đi cùng. Một số binh sĩ ở sân trong. Ngoài ra còn có bản đồ của nhiều địa điểm khác nhau trên 4 bức tường. Anh Hào liếc nhìn trang trí. Đó là bản đồ các hướng Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc của Trung Quốc. Rất đặc biệt, trong đó có 4 lính canh gác. Tập Tề Tam và bác sĩ Lý, họ đều cung kính, chào sếp. Xin chào, cảm ơn các anh đã làm việc chăm chỉ. Vào đi, ông đang ở trong đó. Anh Hào hít một hơi thật sâu. Nó khác với việc gặp bà trước đây. Mặc dù người đàn ông này là ông ngoại của anh ấy, nhưng ông cũng là một vị tướng nổi tiếng khắp thế giới, lưu tên trong sử sách. Danh tiếng của ông được truyền bá rộng rãi, thậm chí có nhiều bộ phim chiến tranh làm về ông ấy. Riêng anh Hào, người đàn ông này là ông ngoại của anh ấy, cũng là huyền thoại. Anh Hào từ từ mở cửa, đẩy cửa bước vào nhà. Căn phòng không lớn, có một chiếc giường lớn đặt sát vào tường, nhiệt độ vừa phải. Một ông già nằm trên giường dường như đang ngủ. Ngoài ra còn có một chiếc nạng rồng bên cạnh.